Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, các nhà khoa học đến từ Cộng hòa Liên bang Đức đã tối ưu dòng sản phẩm sinh lý nam GenX bằng việc cho ra đời dòng sản phẩm thế hệ mới GenX Platinum với công thức enzyme siêu hỏa tốc, bứt phá hiệu quả mạnh mẽ cho nam giới. Với công thức enzyme siêu hỏa tốc tăng cường hàm lượng tinh chất chủ yếu là methyltestosterone có trong ngày tạm đực đạt mức tối đa, tất cả được tích hợp trong một viên GenX Platinum, đồng thời tăng cường thêm các hoạt chất vàng cho sinh lý có trong thảo dược quý theo tỷ lệ vàng của công thức enzyme siêu hỏa tốc. Trong đó phải kể đến các nguyên liệu quý hiếm như nấm ngọc cẩu, nấm đầu khỉ, hạt mê thi, đông trùng hạ thảo, châu cổ, dâm dương hoắc có tác dụng thúc đẩy cơ thể nam giới liên tục sản sinh và tổng hợp testosterone tự thân một cách tự nhiên, đồng thời nâng cao chất lượng testosterone theo cơ chế hiệu quả vượt bậc, sản sinh vượt trội. Nếu như GenX tác động trực tiếp vào các tế bào lây đích có trong tinh hoàn để tăng khả năng sản sinh testosterone đáp ứng nhu cầu của cơ thể nam giới, thì GenX Platinum tác động theo cơ chế kích thích tự nhiên, tăng cường tác động vào hormone hướng sinh dục là GnRH được tiết ra ở vùng dưới đồi của não, kích thích tuyến yên, phóng thích luteinizing hormone vào máu. Hormone này kích thích các tế bào lây đích tại tinh hoàn sản sinh tích cực testosterone tự thân, từ đó tối ưu cả về số lượng cũng như chất lượng tinh trùng. Nghiên cứu chỉ ra rằng hormone hướng sinh dục GnRH càng gia tăng thì càng kích thích các tế bào lây đích sản sinh nhiều testosterone tự thân một cách tích cực và bền bỉ, tạo nên những kết quả thành công vượt bậc ở sinh lý nam giới, đem lại những hiệu quả cải thiện sinh lý nam rõ rệt, giúp gia tăng chất lượng đời sống sinh lý ở nam giới. GenX Platinum, sản phẩm sinh lý nam đầu tiên ứng dụng công nghệ enzyme siêu hỏa tốc, giúp tăng cường khả năng sản sinh testosterone mạnh mẽ, một thể lực cường tráng và bền bỉ trong thời gian tối ưu nhất, nhưng hoàn toàn trong ngưỡng an toàn, hàm lượng phù hợp với thể trạng của nam giới và hạn chế tối đa các tác dụng phụ do được loại bỏ tạp chất gây hại không có lợi cho cơ thể. Công trình nghiên cứu về khả năng sản sinh testosterone tự thân từ việc tác động vào hormone hướng sinh dục GnRH kết hợp với tinh chất vàng methyltestosterone có trong ngày tạm đực cùng nhiều hoạt chất khác có trong công thức enzyme siêu hỏa tốc được nghiên cứu tại Cộng hòa Liên bang Đức đã được kiểm nghiệm và khảo sát lâm sàng cho thấy hormone hướng sinh dục GnRH tăng 78%, dẫn đến lượng testosterone lên tới 49%. Nhờ công thức enzyme siêu hỏa tốc mà GenX Platinum đem lại hiệu quả nhanh và bền bỉ cho phái mạnh, giúp hỗ trợ điều trị chứng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, không cương cứng và tinh trùng yếu gây vô sinh hiếm muộn. Bên cạnh đó, với thành phần thảo dược lành tính, GenX Platinum giúp cải thiện tinh thần, thể lực, người bệnh không còn thấy mệt mỏi, làm giảm các triệu chứng đau lưng, mỏi gối, thật yếu và ngăn ngừa quá trình mãn dục sớm ở nam giới. GenX Platinum được các chuyên gia đồng ngành Cộng hòa Liên bang Đức đánh giá là phương pháp ưu việt nhất thời điểm hiện tại nhờ tính chất an toàn và hiệu quả cho nam giới. GenX Platinum hiệu quả vượt bậc, bền bỉ vượt thời gian.